thử thách. Ủa cái miệng dễ lắm chứ gấp rồi để tôi thôi mà gì. Nặng lắm, nặng lắm. Nặng lắm, nặng lắm. Anh Lam gấp được mấy trái? Một trái. Có phải gấp rồi bóc vô? Không. Cái đầu bắp đưa có một trái là dạ. Còn trái sau là bóc. Còn được ai trả. Một lần nữa, xin chào đây gọi là vì cộng đồng mà định là thành cô công chúa Lọ Lem. Nhưng mà chính đấy cũng vậy. Lâm nghĩ rằng là cũng rất là vui bởi vì được đóng góp cùng các con để chia sẻ những cái game để làm sao mà cái phần chiến thắng sẽ về những cái bạn mà nỗ lực thực sự. Mãi ông ra đây. Sen hân hạnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt. Ai bảo bảo 3 giây. Còn 3 giây là chị Lam cầm cái banh bóc. Dễ quá mà đúng không? Dễ cái đấy dễ rồi. Chơi gian ghê luôn. Còn 3 giây lụm để luôn. Bây giờ là chỉ có anh Linh anh Giang, giờ chỉ có chị Thanh Lam anh Giang nữa. Lúc đầu chơi hay lúc sau cũng để vô luôn. Cái cuối cùng mình kêu 1 giây thôi bóc. 15 giây à? Ok ok. 15 giây. 10 giây. 5 4 3 2 1 2 1 Trời sao cái trò gì mà khó gì vậy anh Linh? Gấp cái banh bỏ lên cái đầu cái miệng chai mà khó gì? Cái đồng hồ cho nên nó hết giờ rồi. Nó hết giờ rồi. Đúng rồi. Đồng hồ truyền hình nó hết giờ rồi. Làm cho thử thách mà. Ủa cái miệng dễ lắm chứ gấp rồi để tôi thôi mà gì? Nặng lắm, nặng lắm. Nặng lắm, bị nó làm cái bánh đá. Anh Lam gấp được mấy trái? Một trái. Có phải gấp rồi bóc vô? Không. Cái đầu bắp đưa có một trái là bóc. Còn trái sau là bóc. Còn được ai trả. Đúng 2 trái luôn hả? Đúng 2 thôi. Trái sau là một đập ăn con lớn luôn đấy. Cái này là gì vậy? Cái này là cái đồng tiền gì đây? Cái gì vậy? Là lớn nhưng mà sự có mặt của bà con thì những trải nghiệm cái bánh mới này như thế nào? Một lần nữa, xin chào tất cả các bạn. Đây gọi là vì cộng đồng mà định là thành cô công chúa Lọ Lem. Nhưng mà chính đấy cũng vậy chứ. Chúng tôi Lâm nghĩ rằng là cũng rất là vui bởi vì được đóng góp cùng các con để chia sẻ những cái game để làm sao mà cái phần chiến thắng sẽ về những cái bạn mà nỗ lực thực sự. Chắc là ngày hôm nay chắc là lần đầu tiên mà chúng ta gọi là dầm mưa dãi nắng để mà con năng tạo cho bé luôn mà. Đúng rồi. Lần đầu đi Văn Thanh Lam làm điều này nha. Lần đầu tiên nha. Lần đầu tiên. Nhưng mà chương trình mời mình thì lần đó là chị có tham gia mà. Hả? Sau chương trình này chúng ta hãy cùng lên với anh Quỳnh Linh để tham gia. Để xem cái này có ốm không đã. Sai. Ứng nhựa hoa sen hân hạnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt.